Ok, Cần xin chào tất cả anh chị em, cô chú và các bạn. Hôm nay mình mới vừa đến Cali nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trên đường Bosa và đường Sài Gòn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới Lido Sài Gòn, vô cái chợ Tết Hồ Hoa. Cái thành phố này là nhiều người Việt nhất, và tiểu bang Cali này là gồm người Việt về khu này rất là nhiều. Cho nên mình sẽ dẫn các bạn đi vào cái chợ Tết, coi thử cái chợ Tết trên nước Mỹ người Việt như thế nào nha. Mình xin chúc tất cả anh chị em có một mùa xuân thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Đây các bạn, con đường này là con đường Bosa nha các bạn, con đường lớn. Bên này là đường Sài Gòn, còn cái này là Phước Lộc Thọ này các bạn. Bên này nó có một cái chợ Tết rất là lớn nha các bạn, để mình dẫn các bạn coi thử Tết ở Mỹ như thế nào. Và Tết năm nay 2022 đang mùa dịch mà ở chợ Tết ở Cali như thế nào nha các bạn. Tiểu bang Cali này là cái thành phố này là người Việt nhiều nhất và lớn nhất ở nước Mỹ này. Trời ơi, đông quá trời luôn. Náo nhiệt luôn. Oh wow. Đây, đây các bạn. Cái này hoa gì ta? Cái này hoa đào. Hoa giấy nè. Cái này thì hoa giấy. Hoa giấy luôn. Cái này cái gì ta? Cây này hoa đào đúng không? Hả? Cái này là đào hả các bạn? Wow, cái gian hàng này hoa đây, hoa mai giả. Đây các bạn, đào quá trời luôn. Mấy cái tiệm này thì mình không thấy người ta để cái tên. Đây các bạn, đây thì nó bán chỗ này có cái gian hàng này lớn. Ô, cái chỗ này bữa cái này sư cô này bữa anh có thấy người ta quay sư cô lên đó, vô mua đi hả? Mua cái nào cũng được, hay là em muốn mua cái này nè? Ồ, mua bỏ xe hả? Cái này là mua ủng hộ sư cô đó. Hồi bữa anh có thấy là cái này nè, cái miếng này nè, cái miếng này nhà nhiều lắm á. Hồi bữa mua cho anh một cái bịch cái gì đó, tiền vô như nước đi, về tặng cho mọi người. Cái này là gia đình hạnh phúc. Em muốn mua cái nào? Hả? Mua đi. Đi vô lấy cái này hỏi sư cô thử. Cái chỗ này bán mấy cái đồ chân Tết nhiều các bạn. Mấy cái tờ mà tiền vô như nước, an khang thịnh vượng, tiền vô như nước, vạn sự như ý rất là nhiều. Nhưng mà tại vì mà cái tiền vô như nước hết rồi các bạn, cho nên mình không mua. Ở đây bán rất là nhiều. Rồi hôm nay cái tờ mà tiền vô như nước á, người ta không có còn bán nữa. Đây chút gì? Chút vạn sự như ý. Em muốn mua gì nữa không? Ok, đây. Trời, đây bên này trái cây này. Trời ơi, trái cây quá trời luôn. Trái này trái gì ta? Trái này trái gì? Măng cầu hả? Măng cầu. Cái kia đu đủ. Xoài. Ờ, à, cầu dừa đủ xài, còn cầu dừa đủ xài. Đu đủ nè, măng cầu nè, thanh long. Cái này là bông quá trời luôn các bạn. Chợ Tết này bán rất là nhiều luôn á. Cái này là bông. Cái này bông gì ta? Bông lê ơn hả? Đây này nè, cái này là cái gì? Nụ tầm xuân. Trời ơi, cây đào đây. Là cây đào không? Cái kia không biết, cái bông gì không biết luôn. Bông này giống như cái bông sứ như gì á. Kìa này, bông còn quá trời các bạn. Cái này thì hoa mai. Đây nè, mai rừng nè. Mai Mỹ, mai ở Mỹ. Mai Mỹ, trời bông quá trời luôn. Hả? Hả dư hương hả? Cô đi em. Dạ, chị cho em quay ké thế xíu nha chị. Lấy bó nào.
Trời ơi, cái gian hàng này cũng quá trời rồi đó nè. Ồ, có đại mấy cái lồng đèn. Cái gì? Đâu? Ờ, cá chép hả? Bao nhiêu con? 8 đồng. Muốn mua không? Mua lại đi. Ở đây có mua lăn nữa nè các bạn. Ồ, quá trời lăn luôn. Hôm nay là ngày cuối nha các bạn, cho nên đó là người ta mua lăn mà. Mà bán hoa tùm lum. Tết này vui lắm các bạn ơi, có lăn, có pháo tùm lum. Lần à các bạn. Hồi nãy em mua 2 cá chép nữa hả? À, 8 đồng con hả? Cái này quá trời nè, mấy cái lồng đèn cũng đẹp quá hả? Cái đó là 2 cá chép. Chờ cái lồng đèn nó đẹp quá hả? Cái này mà ở gần mua chân đẹp này. Cái này, mấy cái cục vàng. Mấy cái tượng này đẹp nè các bạn. Đó. Chân rồi mấy cái tượng này cũng đẹp nè. Mấy tượng con... Mấy con này con gì ta? Con này con gì em? Con này con gì không biết. Cỡm, năm nay cỡm mà, quên. Này, mấy cái này là tượng Phật nha các bạn. Bao nhiêu? Cái này bao nhiêu? Thêm hình như 6 đồng con. 6 đồng con hả? Ok, rồi đi. Mây vừa thì 15 đồng một bó. Mây lớn thì 20. Mây bự nữa thì 25. Hả? Cái này là quá trời rồi, đông ơi là đông luôn. Kìa các bạn, bên trong là cái khu cái chợ cái mò Phước Lộc Thọ nha các bạn. Ồ, lan cái này đẹp quá hả? Ồ, mấy cái chậu này làm đẹp quá. thích mấy cái chòi như vậy nè, giống ông quỳ. Mình thích mấy cái máy chanh vậy nè, giống như cái khung cảnh nó giống ông quỳ. Ở đây người ta bán mấy cái này nhiều quá hả? Phong pháo cái kìa, có pháo luôn kìa. Cái này xem thì chắc luôn. Hả? Vô trong này coi thấy có tiền vô như nước không? Mấy cái này 2 đồng một cái, cái này 5 đồng một cái. Cái này chúc mừng năm mới không à, không có tiền vô như nước. Ồ, cái chỗ này là có vua kho bò bán cái này nè các bạn. Muốn thử không? Em muốn mua hả? Mua cho bà nội. Vua kho bò. Cái chợ tới này bán đủ thứ hả? Bán bông mà bán bò khô nữa ha. Cái này 28 đồng một thao. Cái này mực hả? Cái này mực 26 đồng thao. Cái này là khô bò nè các bạn. Khô bò bán 30 đồng, 37 đồng thao, 29 đồng thao tùy. Đây các bạn, mới vô chỗ tiệm vua khô bò mua 2 thao, 29 đồng thao. 29 đồng thao các bạn, mua 2 thao. Cái này là mua để về tặng Tết. Cái này nhiêu? Ok. Cái này có 1 phao hả? 1 phao 29 đồng. Nãy nó lộn tưởng 2 phao. Lần này đi vô trời quá trời người luôn á. Đó, đốt pháo rồi đó. Tối nay đốt pháo tơi bời luôn á. Đó, bên này cũng có bán bông này các bạn. Đó. Đủ.
Máy pháo là máy bị chơi dậm hả? Trời, máy cày này đẹp quá trời nè. Trời, máy cày này mà ở cái này mà ở gần nhà mình mua máy cày nào đẹp này bông giấy. Máy cái cây này người ta quay, người ta chơi, người ta uống cây cảnh hết rồi. Chị cho em quay xíu được không chị? Trời ơi, mấy cái cây bông giấy nó đẹp quá. Ủa, cái này nó có cây xanh không các bạn? Ủa, mấy cái cây này đẹp quá chị. Dạ. Cái này chị bán một chậu và bao nhiêu? 1.500 em. 1.500, 1.500 hả? Ồ, wow. Còn giống như mấy cây này đẹp quá, cây này trước mắt hơn á chị hả? Bằng giá hả? Dạ. Ok, em cảm ơn chị nha. Chúc chị năm mới vui vẻ. Chồng. Cái này là phải đi mấy cái này là phải bạn mấy áo dài hết á. Thầy. Đâu. Ủa, cái đó giống xe mì quá vậy. Hả? Giống nó không? Mà sao cái này mặc hơi khác ta? Hơi lớn tuổi hả? Ừ, con này hiền. Ờ, bạn áo dài được quá trời. Chó nó thông minh quá hả? Con nước cái đầu vô bên trong không? Đây các bạn, chỗ này là cái khu này là khu Phước Lộc Thọ nha các bạn. Cái này mình bây giờ mình đi vô bên trong mô. Hôm nay bán áo dài quá trời luôn kìa. Đó, cái này là đủ các loại áo dài. Các bạn muốn chọn loại nào chọn. Tha hồ mà chọn luôn. Quy rồi kia mỗi quốc trợ ở Đài Cốc luôn. Hả? Đâu? Bên này là áo dài nữ nha các bạn. Còn bên này là áo dài của nam. Ồ, quá trời luôn, quá trời người mua luôn. Bữa nay nó ngày cuối cùng cho nên là bà con mua nhiều quá. Bữa nay đồng quá hả? Đồng dễ sợ. Uống nước mía không cái gì vậy? Uống nước mía rau má gì cũng được. Mía không? Mía ở chỗ nào? Cái chỗ này bán bánh tráng trộn. Cái này bán bánh tráng trộn. Cái này là cái gì ram rồi hả? Ồ, năm nay Tết đồng quá các bạn ơi. lần đầu tiên mà đi được đông như thế này luôn á, đại phải không? Hàng đậu. cái này nãy mình vô mình đứng ở trên người ta dí chạy chết luôn á, không biết. Kìa các bạn, ở trên kia là có trên lầu 2 nữa các bạn. Trên kia cũng bán đồ quần áo dài của con nít nè, quần cái gì áo dài cách tân của con nít kìa. Cái tiệm này nó bán đông á các bạn, bánh tráng trộn này, cháo lòng này, cháo gà này, nhiều lắm luôn á, nguyên một cái giải này luôn các bạn. Đó, bây giờ phải đứng một cái line từ dài từ đây lên trên kia luôn. Ok, chút nữa lên tới đó mình mua ly nước mía, mình sẽ cho các bạn coi ly nước mía bao nhiêu tiền nha. Gần tới là các bạn ơi, còn khoảng chừng khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chắc 7, 8 người nữa là tới mình đó các bạn. Đó, uống mấy ly nước mía sao chứ nãy giờ chờ thấy mệt rồi đó. Đó, mất hồi nãy giờ đứng mấy tiếng đồng hồ mới được ly nước mía nè các bạn. Ồ, đã quá, nước mía ngon, 8 đồng ly bự chào bá. Mà có con công cái like đứng chờ 3 tiếng. Trời, đi được có 3 ngày mua ly nước mía chờ 3 tiếng. Không, câu hỏi bây giờ là có xứng đáng chờ 1 tiếng đồng hồ không? Chơi giỡn các bạn thôi chứ nãy giờ đứng chờ cả tiếng đồng hồ các bạn. Nó 3 tiếng là nói hơi thấp tí xíu cho các bạn trả giá chứ thật sự con tiếng đồng hồ. Tiếng là lâu lắm rồi hả? Ok, ngon quá các bạn. Nếu các bạn nào mà đi qua cái chợ Tết này, các bạn nào muốn uống nước á, nhớ cái lúc mà chưa khát á thì đi mua trước đi. Chứ đừng để khát là đi mua là khát nước chết luôn nha. Đầu ngõ cũng bông, cuối ngõ cũng bông. Ở đây hoa đào, hoa mai rồi đẹp á các bạn ơi. Ở đây có mấy cây cảnh người ta làm cũng đẹp nữa. Cái này là cây gì ta? Cái này giống như sen đá luôn hả? Còn mấy cây này đẹp quá hả? Còn mấy cây sen đá đẹp quá.
hoa giấy nữa nè. Đó. Mấy cái cây bonsai đẹp này, đỏ cây kia, cây kia đẹp quá trời luôn. Nhiều cây đẹp á. Bên trong đó các bạn, quá trời cây đẹp luôn. Mà mấy cây này cũng mắc tiền á. Nguyên một cái khu vực này là người ta bán bông hoa. Cái cây chờ Tết lớn luôn các bạn. Đó. Để các bạn coi nó. Đó. Chợ Tết ở Cali là number one rồi. Không có trên nước Mỹ, không có cái tiểu bang nào mà chợ Tết lớn bằng Cali hết trơn á. Chỗ này thì bà con lại tụ họp lại chúng nó mua lần nè. Ồ, cái đào cái đẹp này. Ôi trời ơi. Cái bông này đẹp gì á, cái bông gì đẹp quá vậy? Cái bông nó bông gì á anh? Bông nó đẹp quá hả? Đào đỏ. Ồ, đào đỏ hả? Ồ, cái bông đẹp quá ha. Cây này chơi tới mới đã hả? Dạ. Cho các bạn coi mấy cây đào mà đào đỏ nè các bạn. Đó, mới hỏi ông anh này kêu cây đào đỏ. Đó, mấy cây này chơi tới thì thôi đừng có nói. Lá rồi đẹp quá à, mấy chậu đẹp lắm. Không đẹp như này đẹp. Mấy cây này chân tết rồi đã luôn á. Một ngàn hả chị? Ngàn cây hả? Dạ, cây bông này đó. Dạ, cây này đẹp mà. Đẹp lắm cây này. Dạ. Nếu lấy cái chậu này là đẹp. Cây này là 1.000 một cây nha các bạn. Ngàn qua cho kỹ nhau để kêu 100 nữa, tầm 7. Đi. Rong nho. Rong nho. Có cả nữ hoàng rong nho nữa. Tại đây có bán rong nho chợ Tết nha các bạn. Ở chợ Tết ở Cali cũng có bán rong nho luôn nè. Dạ chị cho em quay được rồi em ăn không? Dạ. Em chơi quay ké thôi. 160 đô. Dạ. 40 hộp rong nho 96 hồi mà hôm nay mình mua là rất là tốt. Trời ơi. Bây giờ tôi xách giống như là tôi xách giống như tôi bán hàng sáng đó trời ơi. Ở đây các bạn ở chợ ở Phước Long Thọ người ta có bán rong nho này các bạn. Các bạn nào mà rong nho tươi luôn á chị. Nếu mà các bạn nào muốn qua chợ Tết các bạn nào muốn mua rong nho thì các bạn ghé. Bao nhiêu một hộp chị? YouTuber nào ơi thấy thương không Huy? Bao nhiêu một hộp chị? Rong nho tươi ok nha. Cái này bao nhiêu một hộp? 19 đồng một hộp. Mua 2 hộp mình được tặng một hộp này nha. Là và mùa xuân hôm nay, chiều nay, chỉ ngày hôm nay thôi, một hộp rong nho này được tặng thêm trị giá 12 đồng khi mua 2 hộp rong nho ok nha. Dạ. Ngoài ra mình được tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng chiều nay 5 giờ chiều nha. Dạ. Ok rồi. Các bạn nào mà có đi chợ Tết thì các bạn ghé chị ủng hộ nha các bạn. Chứ gian hàng chị là mới bước vô là nằm phía bên tay phải các bạn. 19 đồng một hộp. Dạ. 19 đồng một hộp. Ồ có nước chấm hay ngon á. Dạ. Chúc cưng nhiều fan nha. Em cảm ơn chị nha. Rồi em chúc chị bán đất. Ok happy new year chị. Dạ em đi chị. Dạ. Đó. Nhiều fan hâm mộ nha. Dạ cảm ơn chị. Năm mới vui vẻ nha anh chị. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn. Đây các bạn, chợ Tết thì nó rất là nhộn nhịp luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ ra về các bạn. Mình chúc các bạn có một mùa xuân thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha. Bây giờ mình sẽ về nhà lại ăn uống các bạn. Tối nay mình sẽ xuống mình sẽ quay lại cái chợ đêm cho các bạn coi luôn nha. Cho các bạn coi chợ đêm của Cali nè các bạn. bây giờ là chợ đêm mà bây giờ nó nồng nhiệt luôn. Bên kia bán có mực, bán mực khô luôn. Quá trời. Nãy thấy khăn chặt khăn không? Bán chè nè. Cái này nó bán tôm, mấy cái bắp xào. Cái này bắp xào quá trời. Nhưng mà bây giờ đông quá các bạn ơi. Đông quá mình không có thể nào chen chân vô được. Năm nay là người là đông nghẹt luôn các bạn.
ta có bán ốc nướng rồi nhiều lắm các bạn, nhưng mà mình không có mua được tại vì đông quá, không có cái lai đứng cái chừa nổi các bạn ơi, đông lắm. Cái này mà đứng cái lai lai đứng ở tới khuya luôn á. Là các bạn nó có bán chuối nướng nè, ốc nè, nước mía nè, bánh cuốn, nói chung là bánh tráng trộn, bánh tráng nướng nhiều lắm các bạn. Nhưng mà giờ thì mình không có chừa nổi các bạn ơi, đông quá. Cái đây là chỗ Hồng Phát. Nói chung là nhiều món ăn lắm các bạn, cho nên mình không có kể được. Bên kia có bắp nướng nữa. Nhưng mà thật sự là rất là tiếc là mình nó đông quá, mình không có thể nào thưởng thức món ăn được, đông quá, đứng chờ cái line rất là đông. Mình cho các bạn coi nè, người mà nó đông như thế này nè. À, đông bây giờ làm sao mà ghé lại cho đi cho được. Cái này là chui nướng, cái này là bắp nướng này các bạn, cái này là trứng gà, cái này là trứng gà nướng hả? Cái này trứng gà nướng 6 x 15 với 2 ly bắp cải. Cái này trứng gà nướng không? Bên này bên kia thì cái này là cái gì em? Cái này quên rồi. Cái này chuối nướng phải không? Chuối nướng. Mà cái bánh kia không, bánh gì không biết. Bốn trứng. Mình mãi trứng. 6 trứng. Rồi 6 trứng. Mấy giờ em 6 trứng không? 6 trứng thì 4. Dạ 6 trứng. Nhiều trứng vậy? Dạ. Em thêm 2 trứng nữa thành 6. Cái này là bắp nướng mỡ hành đúng không? À, cái này chân nướng này. Của chị là 6 trứng với 2 ly bắp cắt. 6 trứng với lại cái gì nữa? 2 ly bắp hả? Còn, cái này có bán súp cua nữa. Súp cua, bắp nướng mỡ hành. À, gì? Bắp nướng da heo giòn. Còn nhiều quá, nhiều món hàng quá. Nghỉ rồi. Nghỉ luôn hả? Nghỉ rồi. Ok. Giờ làm cho vui thôi. Vui hả? Anh lấy cái này là gao thôi. À, không đưa trứng. Chơi sao nó order nhiều trứng quá, sao mà được rau không? Ở đây ly bắp cắt với 2 trứng với không ơi. Rồi. Em cảm ơn anh trai. Đó, năm mới vui vẻ nha. Dạ. Lì xì phải không? Em mua giùm cho anh là em lì xì cho anh đó. Nướng gì hấp dẫn này. Cái này thịt nướng nhìn hấp dẫn quá hả? Cái này là quá trời đồ ăn luôn. Cái này là kêu thịt nướng không có cái gì, ăn không ngon không có lấy tiền á. Cái này mà các bạn đi, các bạn qua bên Cali á, các bạn thưởng thức mấy cái món thịt nướng nè. Cái này là trứng nướng nè, bắp nè, có súp nữa mà súp hết rồi. Cái này mình đang chờ lấy 2 ly bắp nè các bạn. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh. Happy New Year. Dạ, em lì xì rồi đó. Trứng gà nướng hả? Ăn có chanh hả chứ? Cái này là gì ta? Bắp xào hả? Bắp nướng gì vậy? Có rồi, uống đi, uống đi. Đây cái thêm lát bình không? Có, đây nè. Trời mẹ, Covid, Covid về nãy giờ tôi đi tôi trà le rồi, giờ tôi ăn thí luôn mà. Ok, mời các bạn qua trứng nướng nha.
6 trứng 15 đồng hả? À 6 trứng 15 đồng hả? Bắp gì ta? Bắp xào hả? Bắp xào. Bắp nướng này, bắp nướng là bắp xào. Bắp nướng và heo giòn. Bắp nướng mà bắp nướng của da heo hả? Miếng da trước. Miếng da heo. Ăn cái này là mập luôn á. Hả? Hồi nãy bên kia nó ăn không ngon là không lấy tiền á. Alright, happy new year. Chúc mừng năm mới người ơi. Mới đến là bán. Em vừa mới đến. Ra tới đây luôn rồi đó. Vừa mới đến mà được ăn là hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Hồi sáng vừa rồi. Bây giờ mình là ngày mai mới ghé mà. Rồi. Mà đói quá, thôi ghé vô đây. Nha. Yeah. Hai người mới tới Cali mà được ăn là hạnh phúc rồi đó. Đây mời các bạn nè, đây là trứng trứng nướng, trứng gà nướng. Em thấy rồi, bên này qua bên kia đến giữa rồi, thấy rất là ngon rồi. À, em thấy có một người đó, người ta đang ăn cái đó. Thấy cái nào ngon nhất? Mình chán. Thì giờ mấy món này nói chung là ăn cho vui. Này là trà thái nè các bạn. Cái này nói chung là ăn ngon nhưng mà là để nướng á. Còn nếu người ta xào thì nó có dầu nó sẽ mềm hơn. Món này con này con gì ta, con sò điệp hả? Một phần mấy con thì chị đã 4 con 10 đồng. 4 con 10 đồng. Lấy cho em một phần với lại cho em một phần cái gì đó. Chỉ còn mấy cái này thôi chị ơi. Ở đây, đây là thêm 2 phần. À. Đây, cái này là xoài điệp nướng. Tổng cộng 3 phần á. 2 phần. Tôi tìm cái này giúp em nha. Anh cầm á. Là 3 phần xoài hả? Cái bắp này sao giống cái này ta? Giống hả? Mình mua nãy mua mấy phần? Hai phần. Đây các bạn, cái đây là con cái đây sò điệp nướng mỡ hành hả? Trời ơi, cái này là gọi là ăn xong mà cắn luôn cái vỏ gãy luôn. Cắn cái vỏ rưới con này rồi. Tại vì người ta nướng lâu quá nó hơi khô xíu. Hồi nãy thì xuống này có mình thầu không á? Cái con này từ nó bự lắm không ta, mà sao nướng tèo vậy không ta? Loại này là loại nhỏ hả? Hơi